chuyển sang câu hỏi thứ ba các phật tử hỏi rằng con bạch thầy xin thầy hãy giảng nghĩa cho con câu thà chấp có hơn núi tu di còn hơn chấp không bằng hạt cải câu này á được đức phật nói ở trong kinh maha bát nhã ba la mật đa tức là kinh đại bát nhã vì Ờ uh, uh, trong kinh nói về cái nhân duyên thời xưa đức phật còn tại thế à, có một nhóm tỷ khiêu nghe đức phật nói về maha bát nhã ba la mật đa tâm thì chưa thực sự được tỏ ngộ được chứng đắc cái tính không của bát nhã nhưng mà hành động của các vị một nhóm tỷ khiêu này thì luôn luôn muốn, muốn thể hiện để cho đại chúng và nhân dân tín đồ Phật tử và quốc vương đại thần ở đất nước đó nghĩ rằng mình là một bậc cao tăng tu hành đã đắc đạo chứng đắc được thâm sâu cái giáo nghĩa Maha Bát Nhã Ba Bá La Mật Đa mà Đức Phật đã và đang tuyên thuyết cho nên á các vị này á mở miệng ra đều nói cái cái gì cũng nói là gì nói là không Mở miệng ra nói cái gì cũng không Cái gì cũng bảo là không Do cái gì cũng bảo là không Vì gì? Vì nói là không có gì Không nhân, không ngã Không chúng sinh, không thọ giả Vân vân Ở trong chữ Hán nói là vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả đó Nên mình gọi là không nhân, không ngã Không chúng sinh, không thọ giả Trong mà tâm kinh ban nhã nói là gì? Không có khổ tập diệt đạo Khổ tập diệt đạo tức là gì? Giáo lý tứ đế Bốn chân lý Đức Phật nói Sau khi thành đạo Ngài chuyển bánh xe Pháp Đem cái giáo lý ấy tuyên thuyết độ cho năm anh em Kiều Trần Như Đó là năm vị tôn giả xuất gia đầu tiên được Đức Phật thế độ cho Trở thành những người đệ tử xuất gia đầu tiên Và bắt đầu từ đó tăng đoàn cũng đã được thiết lập Sau khi Đức Phật độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như cái giáo lý tứ đế đó thì trong trong kinh bát nhã đặc biệt bát nhã tâm kinh quán tự tại bồ tát quán xét sau khi quán xét về cái lý bát nhã lý không tuyệt đối đó cái giáo lý tính không tuyệt đối đó và quán tự tại bồ tát thấy không có gì cả đến cái, cái sinh già bệnh chết khổ tập diện đạo vân vân đều không có cho nên một nhóm tỷ khiêu nghe Đức Phật nói về tính không của bát nhã Thân thì chưa chứng, tâm chưa ngộ, thân chưa chứng Nhưng mà vì cầu danh lợi Cho nên các vị một nhóm thường đi với nhau Miệng thì nói là không Nhưng mà thân thì hành động lại là có Ví dụ Đức Phật chế định là cái thời Đức Phật còn tại thế Đức Phật chế định là các tỷ khiêu ngày chỉ đã ăn một bữa Chỉ ăn một bữa duy nhất Đó là vào chính ngọ Quá ngọ bất thực Tức là quá ngọ thì không được ăn Nhưng mà nhóm tỷ khiêu nói là tất cả Đều là không có gì đâu mà phải chấp Cho nên những vị Một nhóm tỷ khiêu này Đi khất thực người ta cho ăn xong rồi Lại tiếp tục xin tiếp nữa ăn xong rồi ăn no rồi lại tiếp tục xin nữa để gì? để tối về để ăn tiếp và nói là đã không thì không có chứng đắc không có tội lỗi thì có cái gì đâu phải chấp việc ăn uống thêm một bữa hay là không ăn uống thêm một bữa có gì khác nhau đâu tất cả đều là không cho nên các vị đó vi phạm vào giấy luật gọi là ăn phi thời rồi ngoài gì ngoài vi phạm cái giới luật ăn phí thời ra các vị tỷ kheo nó tối rồi ăn uống no nê vào thì không đi hành thiền được đi hành thiền thì toàn ngủ gật các quý thầy lớn lớn của trách thì các thì mấy thầy này nói này ôi tạo sao tại sao sư huynh lại cứ đi cứ khắt khe như thế đức phật nói gì vô nhân vô ngã vô chúng sinh vô thọ giả tu như vô tu chứng như vô chứng đắc như vô đắc vân vân tại sao các sư huynh lại phải đi khắt khe cứ đi mắng các đệ như thế tất cả thì phật nói đều là không cho nên nay sư huynh mắng sư đệ thì sư huynh tự nghe thôi các sư đệ cũng chẳng có tiếp nhận là vân 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 cãi lại như thế tìm cái lý luận để nói lại như vậy vân vân cho nên cái câu chuyện đó được đưa đến tai đức phật đức phật cho gọi nhóm tỷ khiêu đó lên đức phật hỏi đức phật biết nhưng ngài vẫn hỏi ngài hỏi rằng đấy vì sao các ông lại có những hành động như thế, thì các tỷ khiêu nói rằng bạch đức thế tôn chúng con nghe đức phật nói về tính không của bát nhã, cho nên chúng con, ấy, chúng con thấy rằng trên cuộc đời này không có gì phải 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 chấp trước vào nó cả, tất cả đều là không rồi thì không có gì phải chấp trước cả, không có tu không có chứng đắc, không có tội vân vân tất cả cái đó đều là À, nhân duyên đều là giả cảnh không có gì là thật cho nên là chúng con nghĩ là không có gì là thật chúng con thường quán như thế cho nên chúng con thì không thấy là mình ăn phi thời không thấy là mình phạm giới còn Đức Phật nói trong kinh nói rằng tu như vô tu chứng như vô chứng đắc như vô đắc cho nên đó, chúng con lên đó, ngồi thiền thì chúng con thì có có tu hay không tu thiền hay không thiền thì cũng như nhau cả ra thì có cái gì đâu cho nên nó bắt đầu từ đó Đức Phật mới dùng các phương tiện của trách cái nhóm tỷ khiêu đó Và cũng trong kinh ấy Có những phẩm Mà Đức Phật Nói về cái việc phá chấp Nhưng mà phá chấp ở đây là phá chấp ở trong tâm Phá cái chấp thường Chấp đoạn Chấp có, chấp không, chấp nhân, chấp ngã Vân vân đó Chấp đây là ta Đây là cái của ta Tức là tài sản của ta đó ở Đây là người vân vân phá cái chấp đó để cho tâm được tự do tự tại thanh tịnh giải thoát chứ không phải là chấp nói là không có tội cho nên để đi ăn phi thời chấp là là vô tu vô chứng tu như vô tu chứng như vô chứng cho nên đó, lên thiền đường là toàn ngủ gật và vân vân đó cho nên nhân đó đức phật mới mới nói rằng dùng các phương tiện mới dạy bảo các vị tỷ khiêu thà các ông ấy chấp có gì có hơn là lớn hơn cả núi tu di còn hơn là chấp không bằng hạt cải tức là chấp không dù gì chấp không cho dù nói gì nó nhỏ như cái hạt cải á tức là cái cái không đó cái cái ngoan không đó cái cái trong kinh của đức phật gọi là chấp đó là cái chấp ngoan không nói là gì? nói là không nhưng mà thực tế thì trong lòng có không được không trong lòng không không được ngày xưa chúng tôi đi học cũng thế cũng có một thầy cũng cũng học cùng lớp với một thầy lúc nào cũng nói về tư tưởng đại thừa không chấp trước nhưng mà hành động thì hoàn toàn khác uống thịt ăn rượu à, xin lỗi à, ăn thịt uống rượu vân vân làm tất cả những cái việc xấu ác mà một vị tỷ khiêu không nên làm đó nhưng mà thầy này vẫn cứ bạo biện cho mình nói là gì? dẫn dụ những cái giáo lý tính không của Đức Phật nói ở trong bát nhã ra để để nói rằng mình là người không có lỗi ăn uống sinh hoạt nhậu nhẹt như vậy cũng chẳng có lỗi gì cả và vân vân nó cho rằng làm những việc như thế vẫn đúng với chính pháp đó cho nên ở đây mới nói thằng thà rằng chấp có như núi tu di tức là có sao tức là có nhân quả có gieo cái nhân gì nhân đậu thì sẽ gì sẽ được quả đậu gieo cái nhân gì cái nhân dưa thì sẽ được quả dưa và gieo cái nhân cỏ dại thì sẽ được gì được quả cỏ dại và được bụi cỏ dại vân vân thà chấp có như thế để giữ giới tiệm tu giữ giới cho thanh tịnh để tiệm tiệm tu tức là tu dần tu từng nấc từng nấc từng nấc giống như một đứa trẻ con nó biết cái thân phận của nó thì Là một đứa trẻ con bình thường Cho nên lớn lên á Sinh ra thì nó chưa biết gì rồi Lớn lên một chút Bố mẹ nó EA dạy nó nói Thì nó cũng gì Nó cũng học nói theo bố mẹ nó Theo ông bà, theo người thân của nó Lớn lên đi học mẫu giáo Nó biết thân, biết phận nó Cô giáo bảo nó học cái gì thì Tốt đẹp nó học cái đó Học lớp 1, lớp 2 Nhận đến cho gì Cho đến cấp 1, cấp 2, cấp 3 Đến trường thì các thầy cô giáo dạy bảo nó như thế nào Nó cố gắng học tập lấy Về nhà ông bà bố mẹ người thân Dạy bảo nó như thế nào Nó cố gắng nó học tập lấy Dần dần lâu ngày chảy tháng Cái kiến thức Thế gian Đã được gì Được nó Học hành và rèn luyện Một cách nhuần nhuyễn đó gọi là gì? đấy là ví cho những người gì? Đức Phật nói là thà chấp có như núi tu di có ở đây tức là gì có ở đây tức là có nhân quả có thiện ác báo ứng làm phúc á thì sẽ được gì được quả báo thiện quả báo tốt của quả báo lành làm việc xấu ác á, thì sẽ bị quả báo gì quả báo xấu ác khổ đau đoạn xứ có tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sinh có lục đạo luân hồi cộng thêm thiên nhân atola nữa làm thiện đó thì thần thức của mình đi lên làm ác thì thần thức của mình gì đọa xuống gọi là chấp có như thế để mà bỏ ác làm lành lãnh giữ hành thiện đức phật nói ở trong kênh này còn có ngày gì mong thành tựu đạo quả còn cái kẻ tà kiến ác kiến phạm trai phá giới mà cái gì cũng chấp gì là không thì cái trường hợp như thế này rất nguy hiểm trong kinh phật gọi là ngoan không chấp ngoan không đó cái gì cũng bảo là không có nhưng thực tế thì mình lại vi phạm tất cả những điều giới luật đức phật thì. đức phật nói mà miệng thì cứ nói là không chấp, phá chấp, phá tướng, tu hành là gì? đại thừa, phá chấp, phá tướng vân vân và vân vân. Cho nên là cái này các Phật tử chúng ta học đạo thì chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta đang ở trong cái giai đoạn nào. Đặc biệt là ở trong thời gian gần đây Việt Nam chúng ta rộ lên những cái phong trào gọi là gì? tu hành niệm Phật để chờ được vãng sinh và họ nói rằng đấy là lời hòa thượng tịnh không dạy cho nên có những Phật tử bỏ nhà bỏ cửa để đi đến vài người nhóm họp với một đạo tràng gọi là chuyên tu niệm Phật và buông xả hết cả ngày chỉ giữ một câu A Di Đà Phật thôi đang đi làm cũng bỏ hết công việc để nhóm họp với nhau một vài người thành một nhóm thành một đạo tràng gọi là nhất tâm tu hành để cầu vãng sinh và mấy năm trước cũng có một cái nhóm phật tử lúc đầu cũng sinh hoạt ở đạo tràng của chúng ta này và sau khi các vị ấy không biết nghe qua mạng hay là nghe các phật tử giới thiệu và có một cái pháp môn niệm phật tốt lắm pháp môn niệm phật thẳng tắt Pháp môn niệm Phật là tu một đời thành Phật, không chỉ cần một đời mà gì, một ngày, ba ngày, bảy ngày là là được niệm Phật tam muội quyết định vãng sinh một đời, vân vân và vân vân. Đó chính là pháp gì? Bất niệm tự niệm của một vị hòa thượng ở nước ngoài, do một vị đại đức ở trong thành phố Hồ Chí Minh đi ra miền Bắc chúng ta để à, tuyên truyền cái pháp môn à, bất niệm tự niệm quyết định vãng sinh một đời buộc xả hết có phật tử cũng sinh hoạt trong đạo tràng chúng ta con trai đang đi học đại học gọi con trai về bảo là thôi không phải đi học nữa đi về để theo đạo tràng để nhất tâm tu hành pháp môn bất niệm tự niệm để sớm được vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới để không bị khổ đau luân hồi hoài hoài nữa. Đứa con trai nghe theo bỏ học đại học về đi tu hành niệm bất niệm tự niệm. Tức là cái phương pháp tu này cho cái tai nghe lên trên tai mở một câu niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Mi Đà Phật Nam Mô A Mi Đà Phật. Tiếng mình cũng được hoặc tiếng bất cứ mà ai đó hoặc quý thầy nào đó cũng được. Cóp vào cái USB hoặc cái thẻ nhớ cho vào cái đài nhỏ nhỏ mở lên cho cái tai nghe nghe cả ngày cả đêm thậm chí đi vào nhà vệ sinh cũng gì, cũng mở nghe như vậy nghe bao giờ bỏ cái tai nghe đó ra mà trong tai vẫn văng vẳng cái tiếng niệm nam mô a di đà phật hoặc a di đà phật đó, hoặc nam mô a mi đà phật a mi đà phật vân vân đó thì đó gọi là gì đó gọi là bước đầu đạt được bất niệm tự niệm cứ nghe như vậy tiếp thêm vài ngày nữa lòng nó thuần và nó quen đi thì đạt được ở cái mức là cao hơn dần dần cho đến cho đến lúc nào cũng nghe thấy bỏ cái tai nghe đi vẫn nghe thấy cái tiếng niệm Phật ở trên tai của mình văng vẳng như vậy đó gọi là đạt được bất niệm tự niệm quyết định vãng sinh trong một đời và cũng có khá đông các Phật tử thậm chí có cả tăng ni ở miền Bắc chúng ta cũng sôi sục lên với cái vấn đề tu tập dễ dàng như vậy có người có nhân duyên chỉ nửa ngày là đạt được bất niệm tự niệm. Có người vừa vừa căn cơ hạng chung chung vừa vừa thì khoảng 3 ngày đạt được bất niệm tự niệm. Có người thì cho khoảng 7 ngày hoặc 21 ngày tức là 3 tuần, một tuần hoặc 3 tuần sẽ đạt được bất niệm tự niệm. Tức là bỏ tai nghe đi vẫn nghe thấy tiếng niệm Phật văng vẳng ở trong tay mình đó. Và họ cho rằng chỉ có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chỉ có Pháp Môn Niệm Phật bất niệm từ niệm mới đó mới gì mới là con đường thẳng tắt và họ bỏ hết tất cả nhà cửa bỏ bê hết tất cả có người đang làm ở trong công ty cơ quan nhà nước sĩ nghiệp doanh nghiệp vân vân cũng bỏ đi để tu tập cái pháp môn đó để chờ vãng sinh nhưng mà một thời gian sau vẫn chẳng thấy vãng sinh cơ bản là đấy đặc biệt là cái trường hợp gia đình Phật tử mà ngày xưa cũng sinh hoạt ở đạo tràng chúng ta ở đây đó kêu đứa con trai đi về không cho đi học nữa để tu để chờ vắng sinh nhưng mà mãi chả thấy vắng sinh được thì một thời gian thì sau này kêu nó lại bảo lại vào chùa để xuất gia tu hành thế vào chùa xuất gia đấy cũng không chịu được không đơn giản không chịu được một mình một phách một mình một kiểu tu nó không hòa đồng với đại chúng được và sư phụ không chấp nhận cho nên thì cũng bỏ về về thì, thì bây giờ đấy Vãng sinh chưa thấy đâu Sự nghiệp học tập gì Cũng bỏ dở ra giữa chừng Và đại nguyện xuất gia Cũng không làm được Cho nên ở đây chúng ta học Phật Là phải có cái chính kiến Phải có trí tuệ Chúng ta tu tập phải biết mình đang ở trong cái phạm vi nào Nếu chúng ta là một đứa trẻ Đang học lớp 5 Thì hãy ngoan ngoãn mà gì Chăm chỉ học tập để sang năm lên lớp 6 lên lớp 6 rồi ngoan ngoãn chăm chỉ học tập để sang năm nữa lên lớp 7. Cứ tuần tự như vậy cho hết lớp 12. Hết lớp 12 rồi chúng ta biết thân biết phận mình nhé Không phải là một người túc trí đa mưu, không phải là người có phúc lớn, mạng lớn, trí tuệ lớn. Cho nên là cố gắng chăm chỉ học tập để khi thi vào đỗ học hết lớp 12 thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng hoặc trung cấp vân vân chẳng hạn cũng được được đại học là tốt nhất vào đại học rồi chúng ta thì là phải chăm chỉ học tập suốt gì bốn năm ròng nữa tùy theo có những ngành có những khoa có những bộ môn được học đấy đến sáu bảy năm Ví dụ ngày y bác sĩ chẳng hạn ngành luật sư tòa án chẳng hạn vân vân học dài hơn bốn năm thế chúng ta thì phải cố gắng chứ không thể cho là chúng ta đang là học sinh lớp 5 mà chúng ta cho rằng ôi rồi học bao giờ cho hết lớp 12 7 năm nữa bao giờ cho hết 7 năm và chúng ta nghĩ rằng ô vậy toán của lớp 12 thi đại học cũng có gì khó đâu và đứa trẻ học lớp 5 thi nhau đấy, đăng ký học đăng ký thi đại học có đỗ không chắc chắn không nói thì dễ nhưng mà làm đâu phải dễ như thế các quý vị cho nên ở đây Chúng tôi mới giải thích cái câu thà chấp có nhưng núi tu di còn hơn chấp không bằng hạt cải này Chính là gì? Chúng ta hãy tin là Đức Phật nói về gì? Có nhân có quả, có thiện ác báo ứng để mà bỏ ác, làm lành lấy giữ hành thiện Cái nhân tu của chúng ta còn chưa đâu đến đâu Thì chúng ta đừng có vội vàng khởi cái tâm kiêu căng, cống cao ngã bạn chưa chứng đã tự cho mình đã chứng chưa ngộ đã tự cho mình đã ngộ rồi đi quay sang là phỉ bán chính pháp chửi bới đả kích mười phương chư tăng tu tập tinh tấn đúng chính pháp đã cho nên ở đây chúng tôi xin giải thích cái câu trả lời đó để tạm thời như vậy thôi vì còn nếu mà giải thích bằng cái tư tưởng của thiền tông hay tư tưởng của bát nhã tư tưởng lớn đó, thì tôi nghĩ rằng cái này Phật tử cũng cũng chưa đến lúc mà cần phải giải thích những cái đó đâu giải thích sơ sơ như vậy để nghe đã còn sau này nếu Phật tử này muốn hiểu hơn hiểu sâu hơn về câu này muốn hiểu về ý nghĩa của thiền tông hay là bản chất ý nghĩa của tính không bát nhã hay là ý nghĩa thực sự của câu này đến chỗ rốt ráo Thì cứ tu tập khoảng 3 năm sau đi Tu tập 3 năm sau tụng kinh niệm Phật Ngồi thiền chỉ chú vân vân Phóng sinh tu phúc làm việc thiện 3 năm sau Đem câu hỏi này lên hỏi lại chúng tôi Chắc chắn chúng tôi sẽ gì? trả lời khác với ngày hôm nay Sẽ trả lời khác với câu hỏi ngày hôm nay của ba Tức là 3 năm sau sẽ trả lời khác với câu hỏi của Cũng câu hỏi này nhưng mà trả lời khác với 3 năm trước Còn bây giờ thì chúng tôi xin trả lời dừng lại ở đó các vị này nếu chưa thỏa mãn thì có thể đi hỏi các vị tôn túc trưởng lão khác. Còn nếu nghe theo chúng tôi mà muốn nghe lại thì về cứ tu tập tụng kinh địa tạng 3 năm sau, lên y câu hỏi này, chắc chắn chúng tôi sẽ trả lời khác với ngày hôm nay. Và Phật tử sẽ tiếp thu được những cái kiến thức khác hơn. chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sinh về nước cực lạc